Hello cả nhà, hôm nay em sẽ làm bộ nail dipping móng ngắn cho nó nhanh. Valentine thì mình làm dipping và mình sẽ làm design với Valentine sticker. Hốt nó sẽ rất là nhanh nè, đủ mẫu hết trơn á, trái tim nè, đủ kiểu trái tim hết. Thì mùa này là mình có hai màu chính, là một là màu hồng, hai là màu đỏ. Thì ở đây nó có nhiều design với màu hồng và màu đỏ. Hôm nay em sẽ làm màu đỏ, ghệ này khoái màu đỏ. Em sẽ làm màu đỏ và màu trắng. Rồi ở đây thì mình sẽ có Deep and Dew số 53 là màu đỏ. Và màu trắng thì mình có thể xài màu số trong set Deep and Dew thì mình có màu số 2 là màu trắng. Ok, bé mình sướng rồi. Đến được đến hết bộ này. Hết bộ này tới bộ khác. Số sướng vậy thôi chứ. Và mình có thể xài màu Extremely White của Z-Blend cũng được. Hoặc là mình xài màu số 2 của Deep and Dew cũng được. Tùy mình thôi, cái nào mình có thì mình xài. Đây là bản màu của Deep and Dew. Bây giờ em sẽ bắt đầu vào ha. Thì cái mùa này màu tông màu đỏ của Deep and Dew của mình có nhiều tông đẹp lắm. Em sẽ xài màu số 13, nó đỏ là đỏ tươi luôn á. Đỏ tươi, còn bên đây thì nó tươi hơn nữa. Mình có rất là nhiều tông đỏ để cho mình xài trong mùa này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Rồi trước tiên em sẽ đẩy cái tay người ta lại. Mấy anh chị thấy cái da này kia nằm chỗ mấy khu này không? Mình không đẩy á thì mình dũa được, nhưng mà nó cực hơn tí xíu. Với lại em thấy là mình dũa mà mình không có đẩy nhìn nó không có sạch bằng. Đẩy sát lại hết ha. Dạ lâu chứ, mình đi hai lần top coat mà, cho nên nó sẽ dính cũng lâu lắm. Đâu có bị gì đâu. Sticker với lại tùy theo sticker nha. Cái sticker này của mình nó rất là mỏng. Hôm nay chắc cũng một số anh chị là đã nhận được sticker đó. Tại vì hai ngày nay là tụi em cố gắng ship ra liên tục cho nhanh, cho mấy anh chị nhận sticker về làm sớm á. Thì ai mà có sticker thì biết là sticker của mình nó rất là mỏng luôn, cho nên nó không có dễ bị chốc. Rồi mình sẽ lấy 4 chai dip ra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là em xài của 4 dip ha. Nó rất là mỏng cho nên là mình sẽ không có sợ những cái trường hợp là bị dùng và bị cứng cọ. Là nó rất là ít trường hợp bị cứng cọ mấy anh chị. Rồi em sẽ xài dũa mà xài mịn thôi. Xài cái đầu medium á. Mình không có xài loại coarse nha. Coarse là mình chỉ xài cho móng bột thôi. Và cái tay của cô bé này thì em sẽ dũa chỉ sơ sơ. Tại vì em làm tay cho si thường xuyên lắm, cho nên mình không có muốn dũa nhiều quá. Nhiều khi tuần mình tháo ra mình dũa rồi. Mình không có muốn dũa nhiều quá, nó sẽ bị mỏng tay khách. Còn trên tay khách thì mình cứ dũa bình thường, nhưng mà phải nói chung là hạn chế dũa quá nhiều khi mà làm dip. Tại khách họ muốn là tháo ra, móng của họ mọc dài và nó phải cứng nữa. Em bỏ bê nó một tháng này, em làm cho siêu bộ móng một đúng một tháng mới tháo ra đó mấy anh chị. Nên là móng dài sọc rồi nè. Khách mà họ đeo dipping rồi thì họ sẽ rất là thích, tại vì thấy được cái móng của người ta nó chắc lên thấy rõ. Nhưng mà cái phần chắc hay không nó cũng tùy thuộc một phần nữa vào người thợ nhé. Mình làm mà đừng dũa nhiều quá, mình dũa nhiều quá thì cái móng nào nó cũng sẽ bị mỏng hết đó mấy anh chị. À, dán sticker mua online hả chị? Chị mua, nếu mà chị mua buổi sáng á thì hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm đó tụi em gửi ra khoảng 2 tới 3 business day là mình nhận được mấy cái sticker, mấy cái hàng nhẹ đó. Còn mấy cái hàng mà lớn mà nặng á, mình đi bằng UPS á, đi bằng xe thì nó có thể nó chậm hơn tí xíu. Nhưng mà chỉ mua mấy cái nhẹ nhẹ sticker thì nó đi nhanh lắm. 2 3 ngày là mình có rồi. Với lại mùa này thì tụi em cũng biết là tâm lý khách là họ muốn có nhanh, em cũng hiểu là mấy anh chị muốn có nhanh để mà xài á. Thank you.
Rồi. Hello mấy anh chị mới vào. Rồi bây giờ em sẽ xài số 2 của 4 dip ha. Ở trên này có anh chị nào đang xài 4 dip nè. Cho em review nha. Cho em xin. Rồi tay cô này á, thì mỗi một cái móng nó khác nhau ấy anh chị. Móng của Si tương đối là cong. Cho nên là em đi phần chính giữa và phần đầu móng thôi. Cái này là B nhé. Rồi. Và tay bên này, cái này là mình đi một lần 5 ngón luôn cũng được. Rồi. Cái essential của mình á, nó tương đối là lâu khô. Khi mà mình không có bỏ activator, cho nên là mình làm lần 5 ngón rồi mình dip luôn cũng được. Không có cần phải làm từng ngón. Lúc nào em cũng phải phủi bằng cái cọ này nè, cho nó mỏng á. Ok, sao ok. Phải phủi bụi dơ qua bên hông. Phải thay cái cọ khác để phủi. Rồi bây giờ mình sẽ xài màu trắng. Màu trắng thì mình có thể xài của Deep and Do cũng được. Ở đây thì em không có cái hũ Deep and Do ở đây, cho nên là em xài màu Z-Blend ha. Và em sẽ xài hai ngón này là màu trắng và hai ngón, ba ngón kia là màu đỏ. Thì màu trắng em sẽ làm trước hết. Tại vì cái màu trắng á, nếu mà mình làm sao á, thì có thể là màu đỏ nó nằm trong cái màu đỏ nó nằm trong cây cọ. Nó sẽ làm đỏ cái màu trắng của mình. Nếu được thì trong tiệm mình xài màu trắng mình nên xài hai chai. Tiệm em thì em xài hai chai để cho nó không có bị blend màu của mấy anh chị. Nhiều khi cái nước của mình xài mà mình không có, mình xài chung với mấy màu đậm, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng á, thì trong cái nước của mình nó cũng sẽ bị dính một tí xíu màu. Mình xài lên màu trắng á, nó sẽ dễ bị làm cái màu trắng nó bị ngã màu qua. Rồi, em quay lại em làm màu trắng nữa. Rồi. Sau đó quay lại em phủi tay này xuống. Hello, hello chị. Chuẩn bị mở tiệm, đang có bản nội quy cho thợ. Cái đó em hổng ngày em không có ra tiệm cho nên là em không có cái đó ở đây chị. Còn ở trên nail shop của mình cũng có một vài bản nội quy mà sưu tầm ở trên đó đó. Chị có thể tham khảo ở trên đó chị Trang. Em đang bế môn. Đang bế môn tháng để mà luyện công cho nên là em không có chạy ra tiệm được. Ok, chị có thấy cái hình logo của em không? Rồi. Quay lại làm màu trắng tiếp tục. Lớp đầu á là em đi 80%, hai lớp sau á là em đi 100%. Lớp sau cùng là em đi ngón nào là em nhúng ngón đó để cho bảo đảm là cái bột nó thấm đủ ha. Cái dip này thì quan trọng là mình sơn cho nó đều tay thôi à. Đó, mình sơn đều tay thì nó ra cái dip cho của mình nó đẹp hơn. Rồi. Có người khen pho tay em đẹp quá kìa.
Thank you. Order color trên móng acrylic được không? Vì khách chị nó đòi như vậy. Có thể deep color. Hello. Có thể deep color trên móng acrylic được hay không? Oh, làm deep nữa lên acrylic á hả chị? Được chứ. Mà mình làm vậy thì mình làm nó lâu lắm nha. Chị phải báo nó, nếu vậy chị phải báo nó là chị sẽ phải trả tiền cho acrylic first and then chị phải trả tiền cho deep nữa. Tại vì mình làm hai cái service đó chung, nó mất hai lần thời gian của mình á, chứ nó không có nhanh đâu. Chị kêu nó làm treo trên acrylic, móng acrylic cho nhanh đi chứ. Làm chi deep lên acrylic nó cũng vậy hả chị, nó còn bị dày hơn nữa. Mà nó thời gian last của nó thì cũng y vậy thôi. Rồi xong hai cái màu trắng của mình, bắt đầu em sẽ đi số 2 luôn để em cho nó khô trước, hồi nữa em sẽ dũa nó trước ha. Mấy anh chị coi cái cách làm của em nó tương đối là nó hơi khác tí xíu, nhưng mà cái cách này nó sẽ giúp cho mình đỡ cái trường hợp là móng bị gãy và nó móng bị nứt ha. À, nhất là vào mùa đông á thì cái bột, tất cả các bột deep luôn á là em để ý, tại vì trong tiệm mình cũng xài nhiều hãng mấy anh chị biết không, thì mình thấy là mùa đông khi cái trời lạnh á thì cái bột deep nó dễ bị nứt hơn. Nhiều khi mình cũng làm same product, same technique, nhưng mà tới mùa đông á thì nó dễ nứt hơn tí xíu, cho nên là mùa đông lúc nào mình cũng nếu mà ngày nào mà mình thấy lạnh á thì mình làm extra thêm một lớp nữa. Rồi. Sau đó thì em mới đi số 3 để cho nó khô trước khi em dũa ha. Ok. À, B có cần mua B bột deep kèm theo không? B deep. Dạ dạ cần chứ chị, B bột deep lúc nào mình cũng phải cần để cho cái móng người ta nó không có bị ăn màu. Với lại nó sẽ dính chắc hơn. À, chị thiếp móng nhọn. Dạ có bán lẻ chị, để chút em gửi cho chị cái link. Mình có bán lẻ cái tip móng nhọn. Màu đỏ này đẹp lắm nè, màu đỏ này nó đẹp khủng khiếp luôn á. Đỏ này là đỏ ớt hả? Phải không? Ớt này chắc ớt hiểm á. Đỏ chót rồi. It's a big apple red. Chinese New Year red. Chinese New Year. Oh my god, it's Chinese girls. Làm Valentine's hả? Huh? Yeah. I plan to do pink. Let's just say C2O for pink. And this is nice. 26 year old girl. Too old for pink. Too old for pink. I still wear pink. To do tap light, I know somebody here. Oh, for some the girl here. Yeah. Back to back anymore, huh? Hmm? Back to back. It's okay if you have time to do. Rồi sau đó mình sẽ quay lại. Mình đi lớp thứ hai là sát lên cuticle luôn nhé. Ôi trời ơi, màu đỏ nó đẹp nè mấy anh chị. Wow. Phải nói để kiếm cái màu đỏ này là hiếm lắm á nha. Đỏ, màu đỏ tươi, thiệt là tươi luôn á. Bột này là đắp deep được luôn nha. Cho nên anh chị nào mà đang có cái set deep and do này mùa lễ này, lấy màu đỏ này ra đắp. Đẹp lắm. Rồi em sẽ quay lại em làm cái tay bên này luôn. Tại mình sẽ finish xong một bên để mà mình dũa, rồi mình mới qua bên kia. Mày bốc tới giờ chị làm like, cần tháo hai cái khớp tay ra, cần đưa cho chị luôn cho nó dễ. Mấy anh chị có biết không, mỗi lần mình làm like vậy nè, em phải nói không biết là mấy anh chị có ai có cảm nhận đó không, chứ em cảm ơn người mẫu lắm á mấy anh chị.
cái người làm ngồi khó rồi mà cái người mẫu ngồi cũng khó hơn nữa đó. Tại vì cái tay của người ta nó phải đi theo cái góc độ của camera để cho mấy anh chị dễ nhìn đó. Cho nên em bẻ có bữa nó muốn lòi tay luôn vậy đó. Mấy anh khách của em cũng thương lắm. Nhiều khi họ là khách, họ tới họ trả tiền cho mình. Mà em làm live cho nên là em bẻ quẹo qua quẹo lại thì cũng phải chấp nhận. Rồi sau khi xong 3 lớp á, thì em sẽ bắt đầu em đi một lớp base. Nước số 2 ha. What's holiday? Martin Luther King? You sure? Is it? Yeah, don't. Oh. No job never close. No job never close. Yes. Right? Yeah. Màu đỏ này hả? Màu đỏ này số 53 đó chị. Chị Dung, màu đỏ số 53 đó. Chị Dung đang có bộ dip and do phải không? Có thì lấy ra làm liền cho khách chị ơi. Mà mấy cái tông màu đỏ của mình tông nào cũng đẹp hết. Để em làm xong mấy ngón này rồi em cho coi. Mấy tông màu đỏ kia cũng đẹp lắm á. Nó đậm hơn. Tại vì có khách thì họ thích tươi, thiệt là tươi giống vậy. Có khách thì họ thích đậm hơn tí xíu. Thì mình vẫn có cái tông đậm hơn chút. Nhưng mà màu này thì em mê lắm. Không biết tại sao lại mê đỏ tươi dữ vậy. Ta nói hồi xưa ở Việt Nam á, móng chân á là quanh năm là em đeo màu đỏ không, em không có đeo màu nào khác. Tại vì giống như là mình thấy cái màu đó nó hợp với mình, nó nhìn cái chân của mình nó tươi hơn. Còn em mà đeo màu hồng lên chân, nó nhìn thử nó chân mới đen, không có đen thùn lùi. Cho nên là em ít khi đeo màu khác ngoài màu đỏ lắm. Mà ở Việt Nam, mà đó ở Việt Nam lại không có dám, mỗi lần sơn móng chân lại dối lòng, không có dám sơn màu đỏ. Tại vì người Việt Nam mình ở bên đó người lớn tuổi người ta khó lắm, người ta cứ nói màu đỏ là chỉ sơn giống mấy con gà móng đỏ. Mà hồi nhỏ mình đâu biết mấy con gà móng đỏ là cái con gì, mà chỉ nghe nói vậy hoài. Cho nên là sơn về xong, có một lần sơn về bị mẹ la quá trời bắt đi chùi ra liền. Sau đó là không được sơn nữa, là phải sống dối lòng mấy năm sơn nước sơn. Cái màu thích nhất là không được sơn, tới qua Mỹ này mới được sơn. Dạ không có chi chị Dung. Hello anh Đăng Khoa. Cái màu đỏ này nó đẹp quá. Làm cho nhỏ này mà mình cũng ganh tị theo. Không ai làm cho mình. Rồi bắt đầu quay lại, em sẽ đi một lớp số 2 nữa trước khi em dũa, trước khi đi lớp số 3 và dũa ha. Rồi em sẽ cho mấy anh chị coi lý do tại sao mà màu trong tiệm mình nên xài chai màu trắng khác với mấy chai màu đỏ nè. Màu đỏ hoặc là mấy, nói chung là chai màu á là mình xài riêng, còn chai để xài cho pink and white hoặc là màu light pink, màu nude, màu light light đó, thì mình xài riêng để cho nó đừng có bị ấy. Nè mình xài có kỹ cỡ nào nó cũng sẽ dính một tí xíu màu lên cây cọ, mấy anh chị thấy không? Kỹ cỡ nào đi nữa nó cũng sẽ dính tí xíu màu lên cọ. Thì nếu mà mình xài lại màu đỏ đó, hoặc mình bỏ vào trong chai đi nữa, thì cái nước trong chai nó cũng sẽ có một tí xíu màu. Nó sẽ làm cho cái màu đó nó dính lên màu trắng của mình. Nó làm cho màu trắng nó hơi hồng hồng, chứ nó không được trắng tinh nữa. Rồi. Dạ chị Kim, bột hồng nào chị Kim? Bột hồng Pink and White hay là bột hồng nào chị Kim? Để em biết em cho cái link chính xác. À, rồi bây giờ mình bắt đầu mình quay sang mình dũa ha. Ngón nào làm trước thì mình dũa trước. Thấy ok sofa chưa? Hỏi không trả lời cưng. Ủa? Khi dễ hả cái? Ủa vậy hả? Trông chờ mấy tháng nghe nghe trời.
Nhìn vậy ta biết mình chuẩn bị ăn lễ tình nhân, tình nhân hả chị? Ăn mình mà cũng ăn cho hoành tráng. Cái móng này người ta hơi bị méo một tí xíu nè. Chỗ này là nó bị mất một miếng, nó cắn mất một bên. Buồn quá, cắn móng tay mất một bên. Cho nên là khi mình dũa, mình sẽ dũa nhìn cho nó tương đối, nghĩa là người ta nhìn phớt qua đó, người ta sẽ không có nhìn, người ta sẽ không biết được cái móng đó nó bị cắn miếng. Cái móng của cô bé này thì em sẽ dũa cho nó gọn là tí xíu hai bên luôn ha. Một hộp móng nhọn, dạ 15 đồng một hộp đúng không em? Móng nhọn, nó có chai glue đi kèm luôn nha chị. Bột hồng 10 đắp thường rồi sơn clear. Ô, cái natural pink, dạ chị, hồi nữa em gửi cho chị. Cái đó dạo này tụi em đang sắp hết hàng rồi. Đắp đáo quá. Mỗi lần mà nhắc tới nail chết mà nghe nói sắp hết hàng rồi. Hàng đã không hết chứ không. Mấy anh chị ủng hộ dữ quá. Thank you, thank you. Khi người ta nói lễ tình nhân ăn mình mà ăn phải hoành tráng hơn bình thường nữa đúng không? Người ta có hai mình người ta ăn là chuyện bình thường, mình một mình mà mình ăn mình phải ăn cho người ta ganh tị. Người ta tưởng là hai người luôn á. Người ta ăn cho mình, ăn cho hai đứa nó ganh tị. Thank you chị Rosie. Mặt em dạo này chị ơi, em phải giảm cân em mới dám gặp mặt chị. Giờ này nó nở như là cái bánh bèo mà hấp ra vậy đó. Dạ mua 200 được free shipping ạ. Sau đó mình sẽ lấy cây chổi mình phủi. Lúc này sẽ phủi bằng chổi bự nha. Mà mấy anh chị thấy là em có một cây chổi bự thì mọi người đừng có thắc mắc hồi nãy tại sao em lấy cây chổi bự em phủi bàn, rồi giờ lấy phủi tay. Không có, em có hai cây lận. Một cây để phủi bàn, một cây để phủi tay. Nhà có điều kiện cái gì không có chứ chổi gì đây. Nhìn xung quanh bàn em có 20 cây chổi vậy đó mấy anh chị. Để cho mình xài vậy cho khách thôi, đừng có ngại á. Nhiều khi đang lấy cây chổi phủi tay phủi xuống cái bàn thì mình cũng sợ người ta ngại. Em không biết có phải là tại vì em chuẩn bị già cho nên em khó tánh hay không, mà càng ngày mình thấy mình càng khó tánh thiệt. Chổi thì phải xài riêng, chổi phủi bàn, chổi phủi tay riêng nha. Giống như ở nhà mà chén cái ly ăn cơm, ở cái ly uống nước. Cái ly uống nước riêng, mà cái bình bông là phải riêng. Em thấy nhiều khi mình đi chỗ này chỗ kia đó, mình thấy người ta xài chung, nhiều khi thấy không có cái bình bông, cái lấy cái ly cắm vô đại, em nói ủa tại sao vậy? Thì đấy, thì xong xài sạch xong thì cũng rửa rồi mới xài lại, mà đâu có ai để vậy rồi uống nước lại đâu. Biết lại vậy nhưng mà cái gì mình cũng phải riêng. Giờ mình già rồi mình khó tánh vậy đó mấy anh chị. Hên là em không có con trai chứ nữa, mà ai đứa nào mà nghe xong nghe nói làm dâu của em chắc nó chạy trốn. Hay là nó về xong mới tiễn em đi. Rồi. Chị mới order
Ồ, em ở Florida chị. Mái treo đầu tuần này mình có hàng Anh Giang ơi. Tối chị mới về order Valentine hả? Vậy chị nhắn cho em cái số điện thoại chị đi, em cho nhân viên gọi cho chị rồi tụi em ship chung luôn cho. Ship cái bình bột đó, mình không biết mình ship nhanh không ta. Bình bột hả? Uh-huh, bình bột một ga lông em. Cái đó nó chậm hơn đúng không? Thôi vậy để tụi em ship sau đi, đem ship cái Valentine cho chị nó đi trước đi. Dạ, cái bình đó nó hơi nặng cho nên là nó có thể nó đi chậm hơn tí xíu. Và mình thì muốn có cái Valentine cho chị làm trước á. Chút nữa tụi em gọi cho chị. They know you come today. The girls? No, 10 of them. They don't? Okay. Okay. Em dũa rất là chậm mấy anh chị. Thông cảm nha. Nó làm cái gì cũng nhanh, nó chỉ có dũa là nó chậm, không biết làm sao nữa. That's right, extremely white. Not just regular white, extremely white. Yeah, not regular white. Đó. Xong một bên. Máy hơi treo, dạ 120 đồng chị. Và đầu tuần tụi em mới có. Máy hơi treo cũng nhiều anh chị đang đợi lắm. Cưng đừng lắc cưng. Cưng lắc là chị không lấy quý cưng á. Như không cần coi. Được rồi, chuyển hướng cho chị nuôi cho chị vô. Tới lúc chị dỗ mà cưng lắc là chị lấy quý á. Cho nên bẻ tay được rồi. Em nói là sợ nhất là lúc dỗ mà khách nhắn tin điện thoại với mấy anh chị. Trời ơi, nó ngồi nó bấm cạch ở bên đây mình cũng Cái nhóm mà nói xong cái họ quên bấm lắc nữa. Mình thì mình sợ cắt chảy máu mà nó bấm cà lắc. Mình vuốt chậm như là cho cái cuticle nó tròn ha. Dạ thank you chị Phương Thảo Trần. Nhiều khi mình coi gì đó để mà mình biết được coi cái ngành nail của mình sao. Chứ để mình thôi mất công người ta nói ngành nail này nọ mình không biết phải không anh chị. Ok, rồi. Sau khi xong thì mình buffer nữa là xong.
Và tới cái màng này nó mới dễ thương, nó mới nhanh. Cái màng này là 4 ngón thì ít nhất cũng phải là 15 đồng. Nghe chưa cưng? Trời ơi. 4 ngón design ít nhất phải là 15 đồng. Trời ơi, con mà móng tay dài quá trời. Cứ nói gì tại chị hả? Chào chị, chào chị. Dài tốt. Nail bed đẹp quá. Dạ, yeah, nail bed của si đẹp. Hồi đó si đeo móng ngắn ngủng mà. Móng ngắn mà ngắn mị trong đây nè. Dũa mà lòi cục thịt ra ngoài vậy đó. Giờ đỡ rồi. Rồi. Rồi bắt đầu design nha, bắt đầu design nha cả nhà. Ở đây em sẽ có số 3 activator bỏ lên liền. Từ từ giỏi chị bro, trời ơi à. Nói chứ chị coi từ từ rồi mình tập nữa. Hộp trước ở kế sát dách nhà em luôn nè, chị neighbor nè. Không biết bữa nay bà có coi live của em không. Hồi xưa hai vợ chồng luôn làm bình thường móng ngắn cơ mà không có làm móng không có làm vẽ giờ design gì hết á, mà từ khi ở sát bên đây rồi lên coi live đồ liên tục bây giờ là khách vô là cứ vẽ rồi làm dài ôm rê đồ này kia thì cũng nói qua đây nói với em tâm sự với em là bây giờ bộ móng là ra 40, 50, 60 là bình thường, hồi đó làm có 20, 30 suốt à. Rồi bây giờ ở đây thì mình có sticker thì mình có thể lấy đại hình nào ra cũng được. Cái hình chữ lớp này dễ thương quá nè. Mà để coi cái tay con bé này nó đủ cái đủ bự hay không. Tay baby. Rồi qua cái này có cái môi dễ thương quá nè. Đó. Rồi mở tiếp. Trời ơi đập hộp liên tục mấy anh chị. Đập hộp nè, ta đập hộp tốn tiền chứ em đập hộp đó là có tiền đó nha. Rồi ở đây mình sẽ cần một cái cây nhíp để mà mình lột lên. Thì cây nhíp mình có thể xài nhíp thẳng, nhíp cong nào cũng được, mình có cây nhíp nào cũng được. Nhíp mà hư, bình thường mình gắn eyelash mà hư á, mình xài luôn cũng được. À, bé muốn làm màu đỏ và muốn làm cái chữ lớp này đi ha. Nó rất là mỏng cho nên là khi mà tháo á, đây nè cái chữ lớp nè, khi mà tháo là mình phải xài nhíp để mà mình tháo. Rồi bắt đầu mình dán lên và mình đè nó, mình dùng tay mà mình đè cho nó nằm sát xuống. Mấy anh chị nhớ là em đã đi nước số 3 rồi nhé, tại vì mình sẽ sơn top coat cho nên mình phải đi nước số 3 nó mới khô. Rồi còn cái ngón bên kia thì chắc có thể em sẽ đi trái tim nhỏ ngay cái gốc thôi. Mình không có muốn nó bị nhiều quá. Trái tim nhỏ này nè. Cái này nó mỏng lắm cho nên là mình phải xài cái nhíp để mà mình tháo á mấy anh chị. Em nhớ trước đây có chị Trang. Nãy mới thấy bà trên live, không biết bà còn trên live hay không. Mua về của hình như là mùa gì ta, mùa thu á, cũng mua về nhưng mà không biết đường tháo, là tại vì nó mỏng quá, ngồi cái bóc tay bóc không được, nói em ơi sticker này làm sao, chị lấy chị nhúng nước nó hư rồi. Thì mình để ý là cái loại này nó mỏng lắm cho nên là khi mà mình tháo đó, mình chỉ cần lấy cái nhíp mình tháo là nó ra. Bên này em muốn làm cái môi hay là em muốn làm chữ love cho em chọn á. Thấy cái nào đẹp hơn hả? Cái môi có lớp á. Có môi có lớp luôn hả? Cả hai đi ha. Chữ lớp mà quất lên ngón giữa mới ghê. Đó, mình để lên cái mình đè xuống vậy nè. Nhanh cực kỳ không? Em nói thiệt á, cái mẫu design này mà ngồi mà vẽ mà ghi ra cái chữ này không á, mất chắc cũng khoảng 5 phút. 20 phút à? Really? I know you have to go to the detail, right? Yeah. Perfect. Cannot make it perfect. Yeah, and then 2 seconds. À hả?
Cái này 2 phút là mình đã xong rồi. Rồi cái này thì mình có thể mình đi bằng cái nào cho nó dễ thương. Lấy cái màu này hả? Ta nói nhiều thứ quá, nó không biết đường chọn đó mấy anh chị. Đó. Chính giữa luôn đi ha. Dạ. Môi cưng sexy dữ dạ hơn. Đó, dễ thương. Học xoàn nữa hả? Cindy yêu cầu học xoàn nữa hả? Gắn học xoàn vô. Ồ, cái môi này không có răng. Cái này môi mà không có răng cho nên không cần gắn học xoàn. Rồi, bây giờ em sẽ đi cái số 4 top code ha. Mình đã đi số 3 xong hết rồi, cho nên mình đi số 4 bình thường thôi. Cái màu đỏ này em phải nói là mê cái màu đỏ này luôn á. À, để coi lại, tại vì cái bàn tay bên này thấy nó hơi bị chìm. Không có màu đen. Nó không có màu đen, đúng rồi. XOX. Đâu? Có. XOX màu hồng. Ở đây cái này nè, XO này. Ồ, xài cái XO này nè hả? Cái này là cái gì? Love and kisses. Oh. Kiss and hugs, I mean. Kiss and hugs. Okay. Vậy là, no, I don't. Đó, nó mỏng lắm cho nên tháo ra nó cũng hơi khó. Mình phải dùng móng mình cà nó ra. My còn ngây thơ lắm vô. Hân nó sắp ói rồi. Rồi cái nó thiếu một cái trái tim nhỏ xíu. Yeah. Đẹp rồi đó. Đó. Nhỏ rồi đó. Hai bên nó even. Rồi rất là nhanh và dễ phải không anh chị? Đó, dễ thương chưa? Rồi, tới tay bên này. Ồ, hôm qua có một chị gọi cho em. À, thì chị có hỏi là xài đồ của hãng khác chứ không phải xài hãng của mình. Nhưng mà nếu mà ai mà cần tư vấn đó, thì nhiều khi thắc mắc gọi cho em để em vẫn trả lời bình thường. Chị hỏi là tại sao khi mà chị xài nước số 3 xong, dũa xong cho khách đi rửa tay rồi quay lại thì có ngón khô, ngón không khô. Thì mình mới nói là có thể là cái em để ý trong tiệm em trước đây cũng cho khách đi rửa tay trước rồi sau đó quay lại thì mình sẽ bỏ nước số 3 rồi mình mới top coat, thì có ngón nó khô, có ngón không khô, là khi mà khách họ quay lại cái ngón tay của mình, nếu mà ngón tay người ta ướt á mà mình bỏ nước số 3 nó không có đủ, nó ít quá đó, thì nó cũng có thể làm cho cái tay người ta có ngón khô, có ngón không khô. Nên là sau này em rút kinh nghiệm là các anh chị em trong tiệm của em là đều không cho khách đi rửa tay hết, làm xong hết luôn rồi mới cho đi rửa tay. Thì khi mà làm xong rồi đi rửa tay á, thứ nhất là nó sạch nữa, thứ hai nó không có mất thời gian của mình, thứ ba nó đỡ bị vấn đề hơn. Rồi, vậy là xong cái bàn tay của mình. Mấy anh chị thấy là cái nước số 2 và nước số 4 của 4Dip của mình xài sướng không? Em sơn lần mấy ngón luôn, mà cọ thì cũng không có cứng cọ nữa. Rồi,
Đó, xong bàn tay của mình, cẩn thận hai ngón cái đừng để nó đụng nha cưng. Đó, rất là nhanh cho Valentine với sticker. Đẹp quá. Tự làm tự thấy đẹp luôn. Mình cũng thấy đẹp. Mình cũng thấy đẹp. Vậy trả tiền đi cưng, hai ngón design 4 ngón 15 đồng. Ok rồi. À, để tí xíu cho nó khô đừng có đụng nha. Cưng mà đụng hư là chị xử bắn đó. Rồi ở đây là Valentine sticker của mình. Mình có thêm hình con bướm nữa. Thì đây là mấy bộ mà hôm nay tụi em đang bán rất là nhiều và hot sale luôn. Tại vì Valentine mình xài cái này nhiều lắm. Tiệm nào mà mình đông thở thì mình có thể là mình mua lần 2 set. Tại vì xài cái này mỗi lần xài tính ra nó nhanh lắm. Một người xài set này nhanh cực kỳ. Ngồi khách mà làm từ sáng tới chiều là coi như set này mình xài nhiều lắm. Và khi mà design vậy thì hai ngón ít nhất của mình cũng đã là 5 đồng rồi. Đó là minimum á. Thì mình làm 2-3 khách là mình đã lấy cái vốn cái này rồi, còn bao nhiêu là mình lấy lời. Rồi kế tiếp là cái màu hôm nay em xài đó là màu Deep and Dew màu số 53 ha. Đỏ tươi luôn và em cho coi là cái bảng màu. Này anh chị nào mà có trong tiệm thì có thể lấy ra. Mùa này thì mình sẽ chuộng mấy cái tông màu đỏ này nè. Đỏ này nó tươi lắm, còn ai muốn đậm hơn thì đi qua 55, 56, 57 thì nó đậm hơn. Còn không thì mình xài mấy cái tông màu hồng. Hồng này cũng đẹp cho Valentine nè. Bắt đầu từ hồng này cho tới hồng này. Tao nói hồng này nó sến gì đâu á, mà em thích dễ sợ luôn. Tự nhiên thấy hồi xưa là ghét cái hồng này lắm, nhưng mà giờ thấy hồng này thấy mê lắm. Nó đổi tánh mà. Rồi, đây là 56 màu của Deep and Dew. Vừa có nước sơn gel, nước sơn thường và bột đi kèm. Và bột này là Dab and Deep nha. Mình có cái set này là cái set cho mùa summer này mấy anh chị, Neon Collection. Và tất cả những cái màu này là pastel, vừa cho lễ cũng được và vừa cho spring cũng được. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và ai có câu hỏi gì thì cứ bỏ câu hỏi vào. Và nếu mà có thắc mắc về sản phẩm thì có thể gọi cho tụi em 1-888-887-8807 hoặc là bỏ số điện thoại vào để tụi em gọi tư vấn cho mấy anh chị nha. Thank you mọi người và have a good day.